Dù là sân vận động có sức chứa nhỏ nhất Asian Cup, nhưng Abdullah bin Khalifa vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho các trận đấu đỉnh cao của châu lục nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại. Ngay cả khi không có hệ thống làm mát tự động, thì sân đấu này cũng sẽ không gây bất kỳ khó khăn nào cho thầy trò huấn luyện viên Chusie, bởi trận đấu sắp tới sẽ diễn ra vào lúc 17:30 theo giờ địa phương, thời điểm trời đã tắt nắng và nhiệt độ không còn cao như ban ngày. Dự kiến vào sáng mai, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tham quan và đi dạo làm quen không gian tại sân Abdullah bin Khalifa. Sau đó vào lúc 3 giờ chiều mai, huấn luyện viên Chusie và một cầu thủ sẽ tham gia vào buổi họp báo trước trận. Hậu vệ Sene Patinama đã tới Qatar và tham gia tập luyện cùng đội tuyển Indonesia. Cầu thủ này phải trở về Hà Lan vì việc cá nhân nhưng đã kịp trở lại để cùng thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 1. Sene Patinama đã ghi bàn trong trận gặp đội tuyển Iraq tại vòng loại World Cup vào tháng 11 năm ngoái và là một sự lựa chọn quan trọng ở thời điểm hiện tại. Như vậy, đội tuyển Indonesia sẽ có lực lượng mạnh nhất để thi đấu. Cũng giống như đội tuyển Việt Nam, Indonesia đặt mục tiêu 3 điểm ở trận tới để nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng này đã mạnh lên đáng kể thời gian qua với việc bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch.